Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu của các bạn trông chờ sẽ được đến rất nhanh thôi. Trận đấu bắt đầu. Eden Hazard. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Michael Ballack có cơ hội ngay bây giờ. Rất tốt. Bàn thắng này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Bàn thắng, khán giả đang bùng cháy. Một góc nhìn rất tốt từ pha chiếu lại. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Gabriel House. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Eden Hazard. Aubameyang. Và đây là cú sút. Ôi, bóng đã được giữ lại. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Gabriel House. Emiliano Vecchio. Tình huống lấy bóng của Rudiger. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Vâng, anh ta dính bẫy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Eden Hazard. Gabriel House. Lionel Miranda. Cơ hội nguy hiểm. Sút.
Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Eden Hazard. Lionel Miranda. Eden Hazard. Gabriel House. Lionel Miranda. Aubameyang. Mason Mount. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Ghi bàn. Rất tốt, đó là bàn thắng như bạn hay luyện tập ở khu vực này. Vâng, càng ngày họ càng tiến bộ, họ có thể kiếm được nhiều điểm hơn trong mùa giải. Ừ, một góc độ khác ở đây. Tỷ số hiện tại là 2-0. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Gabriel House. Sút đi. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Căng bóng vào đi. Pha bóng thì sự cẩn trọng theo phòng ngự. Đường chuyền xuất sắc. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Đây là một cơ hội khác. Mau. Đó là pha cản bóng thân sâu. Một pha tác bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc. Và sau đây là pha ném biên. Anh ta đã xoạc xuống bóng, nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Phải tạt bóng ngay. Phán đoán chính xác, Courtois đã ôm gọn bóng trên tay. Nguy hiểm. Sút đi. Vào. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Một góc nhìn rất tốt từ pha chiếu lại. Ba không rất nhanh chóng và gọn gàng. Jonathan Gomez. Mason Mount. Aubameyang. Những đường chuyền nhằm kéo sát đội hình đối phương. Massimiliano Romero. Kevin Cardona.
tất cả đã sẵn sàng cho pha hỗn chiến ngay trong vòng cấm địa. Vâng, họ đã quyết định thay người, vị trí đó sẽ được thay đổi. Anh ấy chơi rất tốt. Fabregas, Kylian Mbappe, Blotin, Lucas Orban, đó nên là một cơ hội. Ôi, bóng đã được giữ lại. Linh đính của tôi cho biết có thể sẽ còn thắng lúc này. Cần phải cẩn thận hơn vào thời điểm này. Cần phải cẩn thận hơn nếu bạn không muốn cắm sớm thì nhận thêm thẻ phạt. Thật liều lĩnh phải không? Anh ta đã cố gắng đeo bám, tuy nhiên pha xoa bóng lại không được như ý. Gomez, đó là một pha cứu thua ngoạn mục, bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Một chiến thắng khá dễ dàng 3-0.